Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng, 27 tuổi, trú ở tỉnh Bình Dương về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là kẻ đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản của người nước ngoài. Theo điều tra, vào giữa tháng 3 năm 2021, Tùng từ Bình Dương ra Đà Nẵng, nảy sinh ý định thuê phòng trọ ở các homestay của người nước ngoài, lợi dụng việc ở chung và những người khách cùng trọ không ở nhà. Tùng đã trộm cắp tài sản phần lớn là tiền ngoại tệ và tiền Việt Nam, rồi nhanh chóng trả phòng, tẩu thoát. Đáng nói hơn, Tùng đã dùng giấy tờ giả của một người khác thuê trọ ở các homestay và khách sạn để không ai truy lùng được tung tích của mình sau khi trộm cắp. Ngày 16 tháng 3, khi Tùng từ Huế về Đà Nẵng thì bị phát hiện, bắt giữ tại cơ quan công an. Tùng thừa nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tại các homestay trên địa bàn quận Hải Châu, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vật chứng thu giữ gồm 11 triệu đồng, 100 USD và nhiều tiền ngoại tệ khác.